Sau gần 40 giờ di chuyển, vượt qua hơn 300 hải lý, tàu HQ-571 đã tiếp cận được xã đảo Sông Tử Tây. Mặc dù việc vận chuyển hàng hóa vào đảo là hết sức khó khăn do sóng lớn, biển động, song với sự đoàn kết, hỗ trợ tích cực từ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, toàn bộ số hàng Tết đã nhanh chóng được chuyển lên đảo an toàn. Chúng tôi là cán bộ chiến sĩ rất vinh dự, tự hào được đóng quân trên đảo quần đảo Trường Sa, đặc biệt là đảo Sông Tử Tây. Chúng tôi được đón một cái Tết ở ngoài đảo như ở trong đất liền và như ở quê nhà. Đã có những phần quà bằng tinh thần cũng như vật chất gửi đến cho bà con nhân dân, được một cái Tết ấm cúng hơn, sung túc hơn, đầy đủ hơn và có nhiều cái niềm vui. Không riêng cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại đảo Sông Tử Tây, mà tất cả hàng hóa quà Tết đều được đoàn công tác gửi đến tận tay quân và dân trên các đảo của huyện đảo Trường Sa. Mỗi phần quà gửi ra biển đảo luôn gói trọn tình cảm của hậu phương. Thêm một cành mai, một ít bánh mứt, nồi bánh chưng đỏ lửa giữa trùng khơi là mùa xuân đã bắt đầu ở Trường Sa. Đón Tết sớm ở nơi đầu sóng luôn là thời khắc đáng nhớ với quân dân trên đảo và với cả các thành viên của đoàn công tác. Chuẩn bị sẵn và để tổ chức những chuyến tàu ra bảo đảm đầy đủ và tốt đẹp nhất cho cán bộ chiến sĩ, tạo được niềm tin cho mọi người. Mùa xuân mới đang bắt đầu từ đảo xa. Dẫu Tết ở đây vẫn còn nhiều thiếu thốn, không được gần người thân trên đất liền, nhưng quân và dân trên đảo đều có niềm tin hướng về tương lai phía trước. Tết sớm cũng là nguồn động viên to lớn để quân dân Trường Sa yên tâm bám biển, bám đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.